Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Học viện Marketing Online. Ở video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cách tìm kiếm cái khách hàng tiềm năng trên Facebook. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cùng với các bạn cái cách để tạo một fanpage trên Facebook chuẩn SEO. Một fanpage Facebook chuẩn SEO thì nó có lợi thế như nào? À đây mình sẽ lấy một ví dụ. Khi mà một fanpage chuẩn SEO thì trên cái tìm kiếm này thì các bạn sẽ thấy là khi chúng ta search một cái từ khóa liên quan đến cái fanpage đó thì cái fanpage đó sẽ đứng đầu. Đấy. Ví dụ ở đây mình đây là cái fanpage của mình nhé. Ở đây mình làm về cây sa đen Hòa Bình đây các bạn thấy này. Thì ở đây nó có gợi ý tìm kiếm luôn các bạn nhé. Đấy, cái fanpage của mình nó rất là nhiều lượt like, đánh giá 5 sao rồi nên là nó khi mình làm rất là chuẩn. Nên là hiện tại đây, cái fanpage của mình đây. Khi các bạn tìm kiếm cái từ khóa thì là fanpage của mình đứng đầu. Nó đứng đầu. Đấy, ví dụ các bạn cây sa đen. Đấy, thì các bạn thấy là khi các bạn search về cây sả đen hay là cây sả đen Hòa Bình thì cái fanpage của mình nó luôn luôn đứng đầu, đứng trên các cái đối thủ khác. Đấy, ví dụ như đây thì họ không thể đứng đầu được mà đây mình đã fanpage của mình luôn luôn đứng đầu. Đấy, thì ở đây các bạn phải tối ưu cho cái fanpage này. Thì cách tạo như nào thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo cái fanpage chuẩn SEO nhất. Rồi. Giờ chúng ta trở về trang chủ. Chúng ta bắt đầu tạo. Đây, tôi xem. Các bạn kích chuột trái vào cái tam giác bên góc tay phải. Các bạn chọn tạo trang. Rồi. Ở đây có rất nhiều lựa chọn. Nhưng ở đây tôi khuyên các bạn nên dùng đó là doanh nghiệp hoặc địa điểm ở địa phương. Bởi vì tại sao chúng ta tôi lại yêu cầu các bạn nên dùng cái này, bởi vì là ở đây nó có lại địa điểm, địa địa phương. Vì vậy sau này chúng ta có thể gắn cái địa chỉ của chúng ta vào và chúng ta check in được ở trên này, ở trên cái địa điểm đó. Đấy, chúng ta tạo. Đây bắt đầu tên trang thì quy tắc đặt tên trang như sau. Các bạn chú ý nhé, cái tên trang này rất là quan trọng. Đây các bạn, tôi sẽ đưa ra một cái quy tắc đặt tên trang mà các bạn cần phải lưu ý. Tên trang này, nhất là tên thương hiệu hoặc là tên sản phẩm. Tên sản phẩm. Cộng với lại tính từ. Cộng tên shop. Ví dụ. Tôi đặt là tên sản phẩm của tôi là cây sả đen. Các bạn nhớ nhé, ở đây các bạn nên viết đầu ở chữ viết cái chữ đầu tiên, các bạn nên viết hoa để cho nó nổi bật. Nếu các bạn viết tất là hoa thì nó sẽ không nhận. Đấy, nên chúng ta nên viết chữ đầu tiên ở đây là chữ hoa. Tính từ ở đây thì tôi đặt ở đây là cây sả đen. Tôi đặt tên ở đây luôn nữa là cây sả đen Hòa Bình này. Cây sả đen thôi, tôi đặt cây sả đen. Chất lượng. Các bạn có thể đặt một tính từ hoặc hai tính từ, chất lượng, giá rẻ. Tôi đặt chất lượng thôi. Đó.
cây sả đen đen chất lượng. Shop của tôi là A shop hay là Hòa Bình shop chẳng hạn. Đấy, đây là một ví dụ. Như vậy, đây nó đủ các yếu tố đấy các bạn nhé. Tên, tên sản phẩm, tính từ và tên shop. Đấy, như vậy chúng ta sẽ đặt vào đây. Rồi. Danh mục, các bạn chọn một cái danh mục. Ví dụ như là sức khỏe, y tế sức khỏe. Đấy, y tế sức khỏe. Địa chỉ, các bạn hãy ghi cái địa chỉ của mình ở đâu. Bây giờ tôi đang ở Hương Canh, Vĩnh Phúc, tôi chọn Hương Canh. Đấy. Thứ hai ở đây tiếp theo đó là đây là mã zip các bạn nhé. Ở Vĩnh Phúc thì các bạn xem là mã zip là bao nhiêu. Các bạn lên Google các bạn search. Tôi nhớ không nhầm là Vĩnh Phúc là 28000. Số điện thoại thì các bạn nên điền số điện thoại các bạn thực của bạn vào đây 0976836. 586. Đây là số điện thoại của tôi. Đây tôi search này. Mã zip Vĩnh Phúc. Đây. 2800 đây. Đấy. Như vậy, ở đây chúng ta đã xong các thông số ở đây. Các bạn bắt đầu tạo. Bắt đầu. Rồi. Bước thứ hai là yêu cầu đó thêm ảnh đại diện. Lưu ý này. Đối với ảnh đại diện thì các bạn nên đặt ảnh đại diện. Ảnh đại diện nha. Nếu các bạn có logo thì các bạn đặt là logo. Đặt logo logo của các bạn nhé. Nếu các bạn không có logo thì các bạn đặt ảnh sản phẩm. Ảnh sản phẩm này các bạn nên đặt cái ảnh cái sản phẩm mà các bạn coi là quan trọng nhất. Quan trọng nhất. Ảnh này các bạn nên đặt cái ảnh rất là phải là chất lượng đẹp. Nếu các bạn biết cách chụp ảnh cái sản phẩm của mình thì các bạn nên nên chụp làm sao cái ảnh đó nó toát lên được cái sản phẩm đó là tốt nhất, đẹp nhất. Đó, đây là cái ảnh đại diện. Thì ở đây đối với tôi thì tôi đã có một cái logo nên tôi sẽ đưa cái logo của tôi lên để tôi tạo thương hiệu của tôi, nghĩa là khi các bạn chỉ cần nhìn thấy cái logo này là các bạn biết à đó là cái sản phẩm của tôi hoặc là của công ty tôi. Tiếp theo đó là cái ảnh bìa. Ảnh bìa ở trang này. Đó, các bạn đây là Facebook nó họ hướng dẫn luôn cho chúng ta là ảnh bìa thường thu hút được nhiều lượt thích và truy cập trang hơn. Nên ảnh bìa cũng phải là ảnh rất là đẹp. Đấy, nó nêu lên được tất cả các cái thông tin shop của bạn, cái sản phẩm của bạn. Đấy, nếu các bạn có khuyến mại hay gì đó thì các bạn có thể đặt lên trên ảnh bìa này. Trên ảnh bìa này các bạn nên đưa thứ nhất là hình ảnh sản phẩm.
chính sách khuyến mại, địa chỉ, số điện thoại của các bạn. Đây, đây tôi đã có sẵn một cái ảnh bìa của tôi. Đây, tôi lấy luôn cái ảnh bìa trên cái kênh của tôi nhé. Đây, tôi lấy luôn cái ảnh bìa này của tôi. Đấy, ở đây tôi đặt sản phẩm của tôi này, cái hình ảnh sản phẩm của tôi này. Đấy. Đấy, ở đây. Đây các bạn thấy này. Cái ảnh bìa của tôi này, đây là cái cây xạ đen của tôi, các chính sách của tôi, số điện thoại và địa chỉ. Đấy, đây tôi up up lên. Kích thước của hình ảnh. Đây, kích thước của hình ảnh này thì các bạn đặt là 851 pixel nhân với lại 315. Đây là kích thước chuẩn. Nên các bạn phải dùng Photoshop, các bạn thiết kế cái ảnh đúng bằng kích thước này. Thì vào nó không bị xô lệch thì nó sẽ rất là đẹp. Đó. Rồi chúng ta tiếp tục. Đây. Đấy, như vậy là đây chúng ta đã đưa được tạo được một cái fanpage bao gồm có tên này, ảnh đại diện này. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Như vậy là ở đây chúng ta thấy là bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục này. Các bạn vào phần cài đặt. Đây, các bạn vào phần bạn một phần xem thêm anh nhé. Các bạn vào tiếp theo là các bạn vào phần giới thiệu. Và phần giới thiệu. Ở đây chúng ta chỉnh sửa này. Bây giờ chúng ta sẽ phải chỉnh sửa một số phần. Thứ nhất, các bạn nhập phải nhập email các bạn vào. Email. Cây xạ đen hòa bình chấm net a còng chấm com. Rồi, lưu. Đối fanpage thì chúng ta cũng phải điền tất cả các thông số. Đây là website của chúng tôi. Các bạn điền vào. Lưu. Rồi. Phần giới thiệu. Phần giới thiệu. Phần này rất là quan trọng. Thế bây giờ tôi hướng dẫn các bạn cách viết phần giới thiệu. Nó sẽ như sau. Các bạn thấy ở đây. Cái tên của chúng ta. Cái tên shop của chúng ta. Là cây xạ đen chất lượng Hòa Bình Shop. Như vậy cái từ khóa chính của chúng ta ở đây đó là cây xạ đen. Các bạn bán sản phẩm này là bán sản phẩm cây xạ đen. Đấy. Vì vậy trong cái mô tả của chúng ta thì chúng ta ít nhất chúng ta cũng phải có từ cây xạ đen, hoặc thông thường tôi đặt luôn cả cái tên của cái fanpage vào phần đầu của mô tả, vào cái phần đầu của mô tả. Rồi bây giờ tôi ghi tiếp tác dụng của cây xạ đen hỗ trợ điều trị u bướu phải ung thư rất tốt. Hàng nghìn người
đã dùng cho kết quả tốt. Đấy, thì ở đây các bạn này, đây là cái phần từ khóa chúng ta, cái từ khóa chúng ta luôn luôn chúng ta phải đặt ở đầu cái phần mô tả này. Rồi các bạn nhấn lưu. Rồi, đấy, đây các bạn thấy này, đây các bạn chú ý phần này, cái từ khóa chúng ta. Tiếp theo, chỉnh sửa tuyên bố. Ở đây các bạn phải đưa vào nghiêm cấm mọi việc sao chép tại. Đây chúng ta lại lặp lại cái tên shop hoặc là cái từ khóa của chúng ta. Rồi, lưu. Lưu. Rồi, ở đây chúng ta đã dập phần giới thiệu, phần tuyên bố. Tiếp theo, nhưng mà chúng ta đã gần như là cơ bản thiết lập cái fanpage chuẩn SEO. Tiếp theo các bạn, phần giới thiệu. Ngay ở bên này chúng ta có phần giới thiệu. Phần giới thiệu về cái sản phẩm hoặc là cái dịch vụ của công ty của chúng ta. Đấy, thì các bạn kích vào. Rồi, ở đây các bạn hãy kéo cái hình ảnh của các bạn. Đây, tôi chọn hình ảnh của tôi. Đây, tôi chọn vào. Rồi, tiêu đề. Tiêu đề. Ở đây các bạn nên đặt tiêu đề chính là tên của fanpage chúng ta. Đó, chính là tên fanpage chúng ta. Rồi, tiếp theo, chúng ta viết phần tiếp theo thì phần đầu tiên chúng ta cũng đặt cái từ khóa hoặc cái tên shop chúng ta ở vị trí đầu tiên. Đây là cách viết chuẩn SEO. Nếu các bạn, nếu bạn nào mà đã học SEO trên web thì ở đây chúng ta viết cái phần này cũng tương tự như vậy. Cái từ khóa chính chúng ta nên lặp lại là 3 lần. 3 lần trong bài viết này. Và ngoài ra chúng ta có thể đưa ra những cái từ khóa phụ, từ khóa dài hơn. Về cái phần này tôi sẽ hướng dẫn ở những video khác. Đó. Vân vân, các bạn hãy viết cái nội dung này nó khoảng 500 từ đến 800 từ. Đó, sau đó các bạn lưu lại. Nhớ các bạn lặp lại nhé, lặp lại cái từ này khoảng 3 lần. Đó, sau đó các bạn lưu lại. Đăng. Rồi, tiếp theo. Bây giờ chúng ta thấy là như sau. Các bạn nhìn trên cái đường dẫn này. Cái đường dẫn của fanpage chúng ta hiện tại rất là dài, nó có cái ID đằng sau. Đó, trông rất là xấu và không chuẩn SEO. Đây chúng ta nhìn thấy ở bên cái fanpage của tôi, nó rất là ngắn này. Có cái từ khóa và cái đường dẫn rất là đẹp, chuẩn SEO. Thế tại sao chúng ta lại phải tạo được cái tên như này? Thứ nhất là để Google đánh giá cái link này là link chất lượng. Và khi các bạn chia sẻ lên các cái fanpage hoặc là trên forum hoặc là các nhóm thì nó không có cái hiện tượng là hiện tượng nó xảy ra những dấu phần trăm, dấu gạch, vân vân, thì nó trông rất là xấu. Đấy. Thế thì để tạo được như vậy thì các bạn làm như sau, các bạn thực hiện đó là phần tên người dùng, các bạn tạo tên người dùng của trang. Giả sử ở đây tôi đặt là cây xạ đen hòa bình chấm net. Thì ở đây nếu xuất hiện hiện tượng này thì có nghĩa là tên người dùng này đã có người dùng. Đây chính là đây tôi đã dùng rồi. Nên các bạn không thể nào đặt được nữa. Đấy, thì các bạn phải đặt một cái tên khác. Thì cái tên này các bạn lưu ý, thông thường thì tôi đặt cái tên này là tên của cái fanpage của chúng ta luôn. Nếu mà cái tên của fanpage này mà có người dùng rồi thì chúng ta nên đặt ở cái tiền tố, hậu tố của nó một cái từ thêm nữa để không bị trùng. Ví dụ ở đây tôi đặt, tôi kiểm làm xem là ở đây đã có người đặt chưa. Tôi đặt đúng tên fanpage, cây xạ đen chất
lượng hòa bình. Cây xạ đen chất lượng hòa bình. Đó. Đây thì đánh dấu tích xanh như vậy là cái tên người dùng này chúng ta có thể tạo được. Bây giờ chúng ta tạo. Đến đây tên người dùng không khả dụng. Bởi vì là fanpage của chúng ta chưa đủ 25 lượt like nên các bạn chưa đủ điều kiện để đổi tên cái fanpage này. Là chúng ta đóng lại. Thế bây giờ chúng ta làm sao để có được 25 like nhanh nhất? Thì tôi hướng dẫn các bạn hai cái cách như sau. Cách một là nhờ các bạn bè của mình like và đánh giá 5 sao. Trong cách này hoặc là các bạn tham gia một cái những cái nhóm trên Facebook thì các bạn hãy tham gia các nhóm trên Facebook nhờ họ like like giúp. Đấy. Cách thứ hai, hiện nay là có rất nhiều những cái nhóm lai chéo tham gia các nhóm lai chéo. Đấy. Khi các bạn tham gia nhóm lai chéo này thì các bạn chỉ trong vòng khoảng 10-15 phút thôi là các bạn có thể đủ 25 like. Đấy. 25 like. Rồi. Thì ở đây các bạn có thể là hạ cái tôi xuống, các bạn hãy nhờ các bạn bè của mình like giúp cái fanpage này của chúng ta. Cái ban đầu cái fanpage khi mới lập ra nó rất quan trọng. Các bạn hãy chia sẻ những cái nội dung ý nghĩa nhất và làm sao để cho các bạn ấy like và đánh giá 5 sao được càng nhiều càng tốt. Đấy. Được chưa? Thế thì cái cách viết bài như nào cho chuẩn SEO hay là để nhanh lên top nhất thì các bạn hãy đăng ký kênh để xem cái video tiếp theo của tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách viết chuẩn SEO để cái bài viết SEO đó nó nhanh lên top nhất. Đây, ví dụ tôi sẽ lấy cho các bạn cái ví dụ mà tôi đã làm trong vòng chỉ có cái bài viết này tôi viết lên khoảng 2-3 hôm nó tự động lên top thôi. Ở đây tôi đang SEO cái từ khóa ngách các bạn nhé. Nó là bán xạ đen tại Đà Nẵng. Đây các bạn này. Tại Đà Nẵng này. Thì các bạn thấy là đây, cái bài viết của tôi đây. Trên Facebook đây đã lên top. Đấy, đã lên top. Đứng ở trang nhất. Đấy. Thì cái cách viết như nào cho chuẩn SEO trong một cái bài viết trên fanpage thì các bạn xem video tiếp theo của tôi. Như vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn cái cách tạo một fanpage chuẩn SEO nhất. Các bạn hãy thực hành ngay trên cái sản phẩm của mình để có được cái một fanpage chất lượng. Tôi nhắc lại rằng là cái fanpage ban đầu có lên top hay không thì cần rất nhiều các yếu tố. Ví dụ như là cần các lượt like này, lượt đánh giá 5 sao này, hay là các cái bài viết chia sẻ. Thì những bài viết chia sẻ như nào thì những video sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.